Tổng Bí thư Tô Lâm có thực sự chịu xuống thang trước áp lực từ quân đội hay không? Ngay sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời vào ngày 19 tháng 7, giới quan sát và phân tích quốc tế hy vọng nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ yên ổn hơn và chính trường Việt Nam sẽ yên tĩnh để kinh tế có thể được đẩy mạnh. Tuy nhiên, sau đó một loạt chỉ dấu cho thấy căng thẳng hoàn toàn không suy giảm. Việc Tổng Bí thư Tô Lâm sắp phải từ bỏ ghế Chủ tịch nước sau chưa đầy 5 tháng đã cho thấy điều đó. Ông Tô Lâm là vị Chủ tịch nước thứ 3 đã phải từ giã chiếc ghế bị cho là có rớp trong vòng có 2 năm trở lại đây. Điều này không chỉ là vô tiền khoáng hậu ở Việt Nam mà còn là một sự kiện hiếm hoi trên thế giới. Trước khi ông Trọng qua đời một ngày, Bộ Chính trị đã vội vã đưa ra thông báo rằng Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ nắm quyền lãnh đạo Đảng tạm thời. Điều đó đã tạo nên các hoài nghi trong giới chức lãnh đạo cấp cao và dư luận. Nhiều người không tin ý nguyện của ông Trọng trước khi qua đời lại giao quyền lực cho bộ cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Vì nếu có điều đó thì tại sao ông Tô Lâm phải ra tay triệt hạ các ứng viên hàng đầu cho ghế Tổng Bí thư hiện Đại hội 14? Hơn thế nữa, trong hội nghị Trung ương Đảng bất thường vào ngày 3 tháng 8, nếu thực sự minh bạch thì tại sao truyền thông nhà nước lại đồng loạt đưa tin giống nhau về cái gọi là suy tôn ông Tô Lâm với tỷ lệ ủng hộ tuyệt đối 100%, trong khi trước đó chưa lâu, truyền thông quốc tế đã dẫn ý kiến của các quan chức ẩn danh từ Hà Nội khẳng định rằng đa số các lãnh đạo cấp cao của Đảng đã thấy rằng ông Tô Lâm chưa đủ khả năng, đặc biệt là phẩm chất đạo đức để trở thành người lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng ông Tô Lâm bất chấp tất cả để thực hiện được kế hoạch được cho là đảo chính không tiếng súng. Trước đó, Tô Lâm và phe cánh đã chuẩn bị một hệ thống nhân sự cũng như cơ cấu an ninh một cách hoàn hảo. Các vị trí tứ trụ được cho là các nhân sự do cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng âm thầm sắp đặt. Chỉ trong vòng có 73 ngày, ông Tô Lâm, từ một ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã trở thành một nhân vật quyền lực nhất trong Đảng, nắm giữ cả hai chức vụ đứng đầu Đảng và nhà nước. Đồng thời, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã phá bỏ các quy định về truyền thống của Đảng để sắp xếp lại tổ chức cũng như cơ cấu lại nhân sự, thực hiện mưu đồ thâu tóm quyền lực tuyệt đối, giống như ông Tập Cận Bình ở Trung Quốc hay Putin bên nước Nga. Tuy nhiên, do ông chưa đủ kinh nghiệm trên cương vị lãnh đạo cấp cao nhất, đặc biệt là thiếu sự ủng hộ của số đông lãnh đạo cấp cao trong bộ máy của Đảng và nhà nước. Đây có lẽ cũng là lý do khiến ông tự nhận ra rằng chủ động rút lui khỏi cương vị Chủ tịch nước trong tháng 10 năm 2024 tới đây. Kế hoạch tiếm quyền của Tổng Bí thư Tô Lâm với ý đồ thiết lập một hệ thống chính trị công an trị. Theo đó, ông tổ chức một hệ thống lãnh đạo cấp cao, chủ yếu là các nhân sự đi lên từ công an, vượt qua số lượng các lãnh đạo xuất thân từ quân đội trong Bộ Chính trị. Đây được cho là điểm then chốt nhất, khiến cho phe tướng lĩnh quân đội bất bình và cương quyết không chấp nhận. Mới đây nhất, nhiều chỉ dấu cho thấy ông Tô Lâm đã nhận ra những phản ứng của phe quân đội là mối đe dọa thực sự. Do đó, ông buộc phải hòa hoãn với phe quân đội mà được hậu chuẩn từ Bắc Kinh. Cuộc so găng vẫn còn tiếp diễn. Chúng ta hãy cùng chờ xem Tổng Bí thư Tô Lâm có thực sự lùi bước trước áp lực từ phe quân đội hay không. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Tổng Bí thư Tô Lâm có thực sự chịu xuống thang trước áp lực từ phe quân đội hay không. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de. Trung Quốc góp phần nhấn chìm miền Bắc Việt Nam trong lũ lụt. Cơn bão số 3 có tên quốc tế là Yagi và đổ bộ tràn qua các tỉnh miền Bắc Việt Nam vào ngày 7 tháng 9, gây ra thảm họa thiên tai nghiêm trọng. Đây là một cơn bão được đánh giá có sức mạnh chưa từng thấy. Bão Yagi với sức gió cao nhất đến cấp 16, sau đó kéo theo những cơn mưa rất lớn, gây ra tình trạng lũ lụt, sạt lở, vỡ đê và tạo nên khung cảnh tàn hoang tại các thành phố, thị xã, tỉnh miền núi, Trung Du và ven biển. Nước lũ cũng gây ra vụ sập cầu Phong Châu ở Phú Thọ. Theo thống kê của báo cáo ban đầu Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, đã có ít nhất gần 200 người chết và mất tích, hàng trăm người khác bị thương. Trong những ngày mưa lớn vừa qua, mực nước ở các sông thuộc đồng bằng sông Hồng đã tăng cao. Có một số tàu thủy bị cho là trôi dạt theo sông Hồng từ Trung Quốc qua Việt Nam
gây hại cho một số cầu đường dọc đường nó đi. Vào ngày 11 tháng 9, Đại tướng Hoa Kỳ đưa tin lũ lụt đe dọa nhấn chìm miền Bắc Việt Nam, đề nghị Trung Quốc ngừng xả lũ. Bản tin cho biết đã có hàng trăm người chết và mất tích khi nước lũ các sông lớn ở miền Bắc dâng cao, có nguy cơ nhấn chìm một số tỉnh, trong đó có cả Hà Nội. Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa cấp tốc đề nghị với Trung Quốc ngừng xả lũ trên sông Hồng. Trước đó, vào ngày 10 tháng 9, đài BBC cũng cho hay Trung Quốc trước mắt không có ý định xả lũ trên thượng nguồn sông Hồng. Theo đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam ra thông báo cho biết đã trao đổi với đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội hôm 9 tháng 9. Việt Nam đề nghị Bắc Kinh kiểm soát chặt chẽ lượng nước từ thượng nguồn sông Hồng đổ xuống hạ lưu. Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh và lãnh sự quán tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam cũng khẩn trương làm việc với Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Sở Ngoại vụ tỉnh Vân Nam về việc kiểm soát xả lũ ở thượng nguồn sông Hồng thuộc tỉnh Vân Nam. Đồng thời, phía Việt Nam cũng đề nghị Trung Quốc giảm đóng cửa xả tại các đập thủy điện ở thượng nguồn. Nếu có xả lũ thì cần thông báo kịp thời về thời điểm và lưu lượng xả lũ để phía Việt Nam có thể chủ động điều phối. Theo giới quan sát, sau khi Trung Quốc nói trước mắt không có ý định xả lũ hai thủy điện trên thượng nguồn, lập tức mức nước lũ tại Lào Cai đã xuống, nhưng tại khu vực Yên Bái lũ vẫn trên mức báo động số 3, mực nước cao hơn 2 mét so với các mốc lịch sử. Qua tìm hiểu, sông Hồng chi phối gần như hoàn toàn các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, khởi nguồn từ Trung Quốc. Để tiếp xúc đầu tiên của sông Hồng với lãnh thổ Việt Nam là tại huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Chính giữa sông là điểm phân chia lãnh thổ hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Sông Hồng chảy dọc và là biên giới tự nhiên giữa Việt Nam và Trung Quốc với khoảng hơn 80 km chiều dài. Khi đến thành phố Lào Cai, sông Hồng chảy hẳn vào lãnh thổ của Việt Nam. Có thể thấy rằng lũ lụt ở Lào Cai, Yên Bái chủ yếu do nguồn nước từ Trung Quốc đổ sang. Chính lượng nước khổng lồ đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến nạn lũ lụt trầm trọng ở các tỉnh miền Bắc trong những ngày vừa qua. Có nghi vấn cho rằng việc phía Trung Quốc xả lũ quá mức cần thiết từ thượng nguồn sông Hồng là một phép thử. Đồng thời, đây được cho là một sự cảnh báo của Trung Quốc với Tổng Bí thư Tô Lâm rằng chớ vượt làn ranh đỏ cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng như Việt Nam và Mỹ. Những nghi vấn này cho rằng việc sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị Trung Quốc giảm hoặc đóng cửa xả tại các đập thủy điện ở thượng nguồn sông Hồng thì lập tức mực nước ở Lào Cai đã giảm xuống là một minh chứng hết sức rõ ràng. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Trung Quốc góp phần nhấn chìm miền Bắc Việt Nam trong lũ lụt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.